Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hai cái mặt nạ 8150. Dạ, cho anh em lên xe. Đây là mặt nạ 8150 số to, đời chung. Thằng này là Super Economy 8150 đời đầu. Đấy. Hai cái mặt nạ này là hai cái mặt nạ là hàng riêng xé bịch. Hai cái logo này là hàng tháo xe. Đấy. Tại vì mặt nạ mà tháo xe là nó đây, tình trạng này nó răng cưa nó nứt hết các bạn. Đó, lâu ngày là nó nứt hết, nhiều cái nó còn nát bét nữa. Cho nên là phải thay qua mặt nạ mới trong bịch, nhìn nó mới phê nha các bạn. Đấy, mới trong bịch luôn. Đã chưa à? Rồi, giá đồng giá 2 triệu một cái nha các bạn. Anh em nào lên xe cộp thì bá cháy bồ chát luôn. Mình có bán lẻ cái logo với cái mặt nạ riêng, thì anh em mà mắc logo mua logo, hoặc anh em còn cái logo thì mua mặt nạ thôi, khỏi cần mua cái logo các bạn. Này mặt nạ không thì 1 triệu, logo 1 triệu, 2 miếng thì 2 triệu. Rồi anh em cần miếng nào thì lên xe nha anh em. Mình còn cái loại logo sọc đỏ của thằng 86 nữa nha, còn là đó luôn. Logo của thằng 86 thì mình có 50, 70, 90, còn riêng 81 mình chỉ có 50 thôi nha các bạn. Logo sọc đỏ sẵn quay luôn cho anh em coi. Đây, logo còn dư nè. Đây, logo cúp nổi nè, logo sọc đỏ của 86 nè. Đây. Đó, 50, 70, 90 gì mình có đủ luôn. Thì cái này á, nó xài chung cho thằng custom 82, 89. Nó xài chung cho thằng logo này luôn nha các bạn. Đó, 82, 89 với thằng 86 nó xài chung logo. Này hàng mới trong bịch luôn, Gizaban nha. Ok, anh em nào có nhu cầu món nào thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản, rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển điện tước, ship hàng xa, không ship code nha. Đây, sẽ quảng cáo luôn con xe tay gà 3 bánh 50 phân khối Giro X cho anh em nha. Xe này 50 phân khối Giro X, thích hợp cho người già, người lớn tuổi, người khuyết tật đều chạy được nha các bạn. Con này thì mình có quay video rồi, anh em nào có nhu cầu thì mình sẽ gửi video con này cho anh em coi nha. Đấy, xe tay gà 3 bánh anh em mua tặng cho ba mẹ, người già, người lớn tuổi là hay xẻ ông bà bảy luôn nha anh em.